Hai mọi người, hôm nay mình làm clip này để nói về drama AL. Thì như các bạn cũng thấy ở trên màn hình ấy, là mình đang học về cái chỗ in order to, hay là viết tắt là thành to. Đấy, thì nó cũng đồng nghĩa với show at to. Thì ví dụ ở đây là I am planning to move house so as to be closer to my place of work. Nhưng mà clip này mình không nói về in order to hay là so as to, mà mình muốn nói về infinitive. Thì infinitive là gì? Là to verb ấy. Đấy là to verb. Khi chúng ta học ấy thì cái việc khó nhất là đặt not ở đâu? Ở to verb trước to hay là sau to? Đấy, và thường thì chúng ta rất rất dễ gì là bị nhầm lẫn. Đấy. Mà thầy cô bảo thì cũng chỉ là nhắc bảo chúng ta nhớ thôi. Thì chúng ta thì bắt buộc phải nhớ thôi. Nhưng mình có một cách giúp các bạn nhớ không bao giờ quên. Đó là các bạn luôn nhớ một cái câu thần chú thế này. Câu thần chú đó là gì? Đó là do not split infinitive. Có nghĩa là đừng bao giờ tách cái infinitive ra. Có nghĩa là to verb là luôn luôn đi với nhau. Này. Luôn luôn đi với nhau. Nhưng thỉnh thoảng bạn sẽ gặp một vài trường hợp nó không đi, không, nó sẽ vẫn bị chen ngang, nhưng mà rất rất cực kỳ hiếm. Và mình sẽ làm một clip khác về task của AnaL để nói về một cái trường hợp như thế. Đấy, cũng rất gì là thú vị. Đấy. Nhưng hầu như tất cả các bạn luôn luôn nhớ cho mình là câu thần chú là do not split infinitive. Đấy. Đó là một cái chốt này ạ. Ví dụ ở đây là in order not to wake up the baby. Đấy, chúng ta không thể viết là in order to not được. Nó thế gọi là sai. Hoặc là I am planning to move house so as not to be close to my place of work. So as not to be. Được chưa? Chứ không thể là so as to not be được. Rất rất gì là dễ nhầm lẫn, mà các bạn cần cần cực kỳ cẩn thận. Phải nhớ được cái câu thần chú đấy. Cứ đọc đi đọc lại theo nhiều lần. Do not split infinitive. Này, câu thần chú rất thì thú vị và rất hay. Mà mình học được của người nước ngoài. Ok, thì qua clip này thì mình hy vọng là mình đã giúp được các bạn là một cái cách nhớ để là đặt cái chữ not ở đâu ở trong to verb trước hay là sau. Đấy, thì hy vọng là clip sau thì mình sẽ làm một cái trường hợp nó khá là thú vị, là nó không nó khác để cho mọi người biết. Nhưng hiện tại mọi người cứ nhớ cho mình là câu thần chú do not split infinitive. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.